kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay 15 tháng 3. Ngay sau đây sẽ là các tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Miền Bắc còn mấy đợt không khí lạnh trong tháng 3. Thượng nguồn hồ Dankia, suối vàng trơ đáy nứt nẻ, Đà Lạt nguy cơ thiếu nước. Australia cảnh báo rủi ro tài chính nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu. Mở đầu chương trình sẽ là những cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết tại miền Bắc. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên toàn quốc, nhiệt độ trung bình từ nay cho đến đầu tháng 4 cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Miền Bắc mới trải qua một đợt rét cuối mùa do tác động của không khí lạnh. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong một tháng tới, không khí lạnh có khả năng chỉ hoạt động với cường độ yếu và lệch đông, gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ. Các đợt lạnh này chủ yếu tập trung trong tháng 3 năm 2024. Về đợt không khí lạnh gần nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 15 đến ngày 18 tháng 3, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác lúc đêm và sáng. Từ đêm ngày 18 đến ngày 20 tháng 3, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời lạnh. Từ 19 tháng 3, khả năng trời chuyển rét sau khi đón không khí lạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15 tháng 4, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, sương mù, lạnh về đêm và sáng. Trong đó, khu Tây Bắc, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa, mưa rào. Từ đêm nay, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Tại Hà Nội, chất lượng không khí tiếp tục suy giảm khi các chất bụi bẩn không khí khuếch tán. Chỉ số AQI tại Hà Nội trong ngưỡng có hại cho sức khỏe con người khi hoạt động ngoài trời. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tình trạng mưa phùn, mưa nhỏ kéo dài ở Đông Bắc Bộ đến khoảng 18 tháng 3. Trong 5 ngày tới, khu vực duy trì nồm ẩm, trời lạnh về đêm và sáng. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong ngày hôm nay. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Thành phố Vinh mây thay đổi trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Thành phố Huế nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Đà Nẵng mây thay đổi trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thưa quý vị, thượng nguồn hồ nước ngọt Dankia, suối vàng của Lâm Đồng đang khô hạn đến trơ đáy. Hạ lưu cũng đang cạn dần xuống mực nước chết, khiến cho người dân Đà Lạt lo lắng thiếu nước sinh hoạt tưới tiêu. Từ nhiều tháng nay, người dân nông nghiệp quanh thượng nguồn hồ nước ngọt Dankia suối vàng, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng khá vất vả bơm nước tưới vì khu vực này đang cạn kiệt nước. Phía trung lưu và hạ lưu hồ Dankia suối vàng, mực nước cũng đang xuống rất thấp và không có dấu hiệu được trữ nước trở lại. Từ Tết Nguyên đán đến nay, không có mưa. Quanh thượng lưu của hồ, chỉ còn vài lạch nước nhỏ chảy dọc lòng hồ rộng nhiều hecta đang khô cạn. Anh Trần Văn Chiến, nông dân trồng hoa tại huyện Lạc Dương cho biết, tình trạng hồ cạn mấy năm trở lại đây xảy ra thường xuyên hơn, khiến nông dân ở đây ai cũng gặp khó khăn. Lòng hồ khô hạn nhiều tháng nên mặt đất nứt nẻ. Hồ Dankia Suối Vàng có diện tích trữ nước 360 hecta, cung cấp nước ngọt chính cho hai nhà máy nước ngọt sinh hoạt cung cấp cho thành phố Đà Lạt và một phần thị trấn Lạc Dương. Đây cũng là nguồn nước tưới tiêu cho huyện Lạc Dương cũng như cho thủy điện An Croet. Bình thường, việc di chuyển trên hồ bằng thuyền, nhưng nhiều tháng khô hạn không có nước, những chiếc thuyền nằm chỏng chơ phơi nắng giữa hồ. Khắp lòng hồ, ngoài mặt đất khô cằn, thì chủ yếu cây dại mọc lên và rác thải sinh hoạt của người dân vương vãi khắp nơi. Theo một lãnh đạo công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng, hiện nay mực nước hồ Dankia suối vàng đã sát mực nước chết, khiến nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp và nước sinh hoạt cho huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt đối diện nguy cơ bị thiếu, nên sắp tới trời vẫn khô hạn. Chuyển sang các tin tức thế giới đang chú ý, một cảnh báo mới của chính phủ Australia cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ ở nước này có thể khiến cho các công ty bảo hiểm và ngân hàng rút dịch vụ của họ khỏi các cộng đồng dễ bị tổn thương trước các sự kiện cực đoan. Điều này có thể gây ra hiệu ứng xếp tầng trên toàn bộ nền kinh tế. Trong đánh giá rủi ro khí hậu quốc gia lần đầu tiên vừa được công bố, chính phủ Australia nêu bật 11 lĩnh vực ưu tiên có rủi ro đáng kể do biến đổi khí hậu, bao gồm an ninh, nguồn nước, nông nghiệp và khả năng phục hồi kinh tế.
đánh giá cho thấy áp lực lên hệ thống tài chính của Australia do số lượng yêu cầu bồi thường do các thảm họa liên quan đến khí hậu tăng có thể dẫn đến một kịch bản xấu nhất có thể xảy ra khi các công ty bảo hiểm và các ngân hàng cho vay rút khỏi các cộng đồng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng. Báo cáo cho biết, một cú sốc như vậy đối với hệ thống tài chính địa phương có thể tác động lan rộng đến cơ sở hạ tầng và môi trường xây dựng. Điều đó có thể tạo ra sự dễ bị tổn thương trong các cộng đồng khác nhau với những tác động hoặc áp lực tiềm tàng cao hơn nữa đối với các hệ thống khác, ví dụ như hỗ trợ bảo hiểm, xã hội và y tế, cũng như các ngành công nghiệp cơ bản và thực phẩm. Thực tế, Australia đã chứng kiến sự gia tăng phí bảo hiểm, một phần do thiên tai lặp đi lặp lại, bao gồm cháy rừng và lũ lụt trên diện rộng. Bản đánh giá cũng cảnh báo về những mối nguy hiểm quốc tế rộng lớn đối với nền kinh tế Australia do biến đổi khí hậu, bao gồm sự gia tăng lượng người di cư từ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi các thảm họa tự nhiên, cũng như sự gián đoạn của các tuyến thương mại quốc tế. Trong một tuyên bố, trợ lý Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Janice McAllister cho biết chính phủ Australia hiện sẽ sử dụng đánh giá này để tư vấn cho các kế hoạch thích ứng nhằm giảm thiểu rủi ro khí hậu vật lý có ý nghĩa quốc gia. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho ba miền trong ngày hôm nay 15 tháng 3. Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa và mưa nhỏ, riêng đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22 đến 26 độ, phía Nam 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, riêng miền Đông 35 đến 37 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Quần đảo Trường Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào tối ngày hôm nay 15 tháng 3. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.